Xin chào tất cả anh em. Chúc anh em ngày mới thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Thì hiện tại thì hôm nay là ngày 21 tháng 8 năm 2021. Thì hiện tại bây giờ ở trong Sài Gòn và các tỉnh ở miền Nam bây giờ dịch bùng phát rất là nhiều á. Thì nghe nói thì ngày 23 là bắt đầu là giãn cách xã hội tiếp tục, mà đợt này làm gắt hơn. Đợt trước là mọi người ở đâu yên ở đó. Đó. Ở tổ nào thì ở tổ đó, phường nào ở phường đó, nên không ai được ra khỏi nhà. Thì mấy nay thì em cũng không buôn bán gì hết. Thì bữa giờ em cũng có clip, em cũng có nói rồi, có nhiều anh em hỏi em bữa nay anh còn chim gì không? Thì bữa nay sẵn đây em quay lên. Thì em cũng nói luôn đến với tất cả anh em nào chưa biết thì mình thông báo thì bữa nay mình tạm ngưng bán nha anh em. Thì khi nào mà hết dịch thì mình sẽ buôn bán nó trở lại bình thường. Ok, thì mình cũng mong mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe là quan trọng nhất nha. Có sức khỏe thì mình làm được lại tất cả thôi. Thì hiện tại thì bữa giờ em nghỉ cũng gần 2 tháng rồi. Thì giờ cũng ráng nghỉ thôi. Ai cũng nghỉ thì mình cũng nghỉ thôi. Mình làm thêm một chút nữa, mình cũng không có giàu có gì hơn. Thì mình ráng bảo vệ sức khỏe của mình là quan trọng nhất. Thì anh em cũng vậy thôi. Anh em cũng ráng giữ gìn. Thì vài bữa nữa hết dịch thì mình sẽ làm lại. Đó, mình sẽ tiếp tục công việc. Thì sẵn hôm nay thì em làm clip, em kính gửi lời chúc đến tất cả anh em. Và bây giờ thì em sẽ quay quay chim cho anh em xem. Nhiều anh em hôm trước có hỏi về vẹt á anh em, vẹt Yến Phụng ăn ăn thêm những thức ăn gì anh em. Thì bữa nay em sẽ quay mình giới thiệu đến với anh em. Mình sẽ nói đến thức ăn của chim Yến Phụng. Thì hôm bữa thì mình mua một ít hạt giống rau muống về mình trồng thêm. Đó, mình trồng trong cái chậu nè. Hôm bữa mình trồng được 10 chậu nhỏ nhỏ như thế này. Đó, mình cho ăn được mấy chậu rồi, mình cũng còn mấy chậu anh em. Mình trồng rau muống hạt nè. Đó, nó rất là tươi tốt luôn anh em. Đó, nguồn thức ăn hạt của Yến Phụng như là hạt kê, hạt lúa, hạt đậu, hạt láng gì đó. Đó, khoáng năng mực. Đó, chim vẹt, chim Yến Phụng sinh sản. Thì mình cho ăn thêm rau xanh nè, rau xà lách hay rau muống. Rau này là bao sạch luôn anh em, không có thuốc men. Thì anh em mua mua rau ngoài chợ về anh em phải phải rửa sạch. Đó, anh em phải ngâm. Thường rau người ta trồng á, người ta trồng nhiều số lượng thì người ta phải phun thuốc cho nó mau lớn. Đó. Thì ở đây mình trồng hôm bữa giờ cũng được mười mấy ngày rồi anh em. Đó, tại cái cây rau muống hạt này nó ở đây mình trồng đất nó cạn quá nên nó cong queo này, nó ngã lên rồi nó mọc lên lại, nó đứng thẳng lên lại nè. Đó, rất là tươi xanh luôn. Để tí nữa mình đem cho chim Yến Phụng ăn ha. Còn mấy cái rau muống này là rau muống lá lớn nè. Đó, rau muống này rau muống lá lớn. Hôm bữa nhà mình mua về ăn hết rồi, còn cái gốc mình bỏ vô trong cái chậu cái hũ nước nè, rồi từ từ nó mọc lên lá nè. Đó, lá nào mọc dài mình cắt ra mình cho chim ăn. Đó, mình tận tận dụng tối đa mùa dịch luôn anh em. Được cái ngắm luôn. Đó, nó cũng cũng rất là đẹp luôn anh em. Đó, để trong nhà nhìn có cây xanh nó cũng mát. Có cọng này nó dài, nó mọc luôn, nó thòng dưới đất rồi. Nó ra rễ luôn nè. Nó đụng dưới đất nó ra rễ. Rồi trời bắt đầu mưa rồi anh em. Đó, bây giờ cũng 4 giờ chiều rồi bắt đầu mưa. Thì hôm qua hôm kia thì ở ngồi cửa hàng mình mưa, hôm bữa mưa lớn quá ngập nhà luôn. Nên bữa nay mình thấy mưa là mình sợ luôn. Mưa nhỏ nhỏ được chứ mưa lớn là chỗ mình nó bị ngập. Gần ở chỗ nhà mình cũng ngập nữa. Ngay chỗ nhà mình thì nước nó lên ngay thềm, còn ngồi cửa hàng lúc nhà luôn. Lúc thềm nhà luôn, chứ lúc nhà là chết luôn á. Ok. Thì bây giờ mình sẽ cắt rau muống ra mình cho chim ăn nha. Rau muống này bao sạch luôn, để mình rửa sơ qua một nước thôi. Chứ rau muống này không có thuốc nên nó khỏi cần ngâm gì hết á. Mình cắt ngang ngang ngay gần cái gốc này. Còn để phần gốc lại nó ra nữa nó ra, mình bón phân thêm. Ở nhà mình chật nên mình trồng một ít nữa. Cho chim ăn cho vui thôi. Sẵn quay giới thiệu cho chia sẻ cho anh em. Chứ mình không có chỗ đất nhiều, mình không có trồng được nhiều. Đó. Rất là tươi tốt luôn, nhìn là xanh mướt luôn. Đó, mình cắt mình chừa lại.
cho mỗi chuồng một cặp chim là mỗi cho nó ăn một cọng là đủ rồi. Cho nhiều nó cắn nó con chim hầu nó cắn nó phá nó rớt hết xuống sàn luôn. Đó mình cắt vậy nè. Chừa lại cái gốc. Khi nào nó ra nữa nó ra, nông ra nữa là thôi. Mình bón phân thì chắc ok nó ra thêm á. Thiếu nắng, chỗ nào thiếu nắng là mấy cái cọng rau nó nhỏ anh em. Chỗ nào mà có nắng chiếu vào thì mấy cọng cọng rau nó xanh xanh nó xanh nó mướt hơn. Đó, anh em mua hạt giống trên chợ chợ online á anh em. Người ta bán rất là nhiều, một gói nó cũng rẻ thôi. Một gói nó rất là nhiều hạt luôn á, anh em trồng ra nhiều lắm. Lại mình trồng dày nên cọng nó nhỏ, anh em trồng thưa thưa ra tí. Cây nó sẽ lớn hơn. Ở trên mạng người ta dạy trồng trồng rau muống trong chậu hay là trồng bằng bằng nước rất là nhiều anh em. Anh em lên mạng học thêm nha. Ok, mình chừa lại một cái gốc như thế này để bữa nó ra tiếp ha, mấy cọng nhỏ nhỏ để cho nó lớn luôn. Rửa sơ qua một nước là sạch rồi anh em. Đó, chứ mình trồng nó không có thuốc nên nó không có bị dơ gì đâu. Chứ mình trồng ở trên cao nó cũng không có bụi nhiều nữa. Đó, mấy chậu này hôm bữa mình cho ăn hết rồi. Đó, còn mấy chậu ngồi kia xanh rất là tốt luôn anh em. Đó, mình còn mấy chậu. Chỗ nào mình tận dụng đẻ đâu được là mình đẻ thôi. Đó, bên kia nó cao lên tít ở trên đầu bên kia luôn. Nó thòng ra tít ngoài đường luôn anh em. Chỗ này có nắng mấy cọng này nó thẳng nó to nó rất là mập luôn nè. Đây giới thiệu anh em, đây là khu vực mình nuôi chim đây. Mấy cặp yến phụng Nhật Bản với ngồi kia nữa. Trời mưa rất là to luôn, có khi anh em nghe không rõ mong anh em thông cảm. Còn mấy con chim này là mới hồi sáng mình ở ngồi cửa hàng mình đem về nè. Trời bữa nay giãn cách là không đi ra ngoài đường được nữa nên không có ra cửa hàng cho chim ăn được. Nên mình mới dọn lại xếp lại mấy cái chuồng sạch sẽ gọn gàng rồi mình đem về mình để cho mình cho ăn luôn cho nó dễ. Đó mình còn mấy con chim thôi. Đây là mấy con chim chim sẻ bụi vàng. Con này là chim vòng vọc mình nuôi, mấy con này là mình nuôi chim con lên nè. Có mấy con chim quế lâm mà nó đang thay lông rồi, mấy con này mình nuôi gần 1 năm rồi. Còn con này là con khứa mái nè. Con khứa mái đợt trước mình mua trống mà đợt này dịch mình không có trả lại cho được cho người ta nên mình để mình nuôi luôn. Đây là cặp yến phụng Hogo Nhật Bản đây anh em. Đó sẵn đây hôm quay mình giới thiệu cho anh em. Còn đây là con vẹt ngực hồng đột biến đó. Đợt trước mình quay lâu rồi nè, mình cũng nuôi nè, mình nuôi ở ngồi cửa hàng á đó. Con này nó bị tật cái chân nó quèo quẹo anh em, mình thấy tội quá mình mua về mình nuôi đây. Mà con này đột biến hồi đó mình mua cũng mấy triệu bạc, giá nó cũng cao mà kệ, thấy nó quẹo quẹo cái chân mình mua luôn. Đây rau đây anh em. Đó giờ mình bỏ vào cho chim ăn. Mỗi mỗi chuồng mình cho nó một cọng thôi chứ mình cho nhiều quá nó ăn rồi nó cắn nó xả hết dưới à, là phí luôn. Có một con này là con trống, con mái nó chui vô trong kia chuẩn bị đẻ rồi anh em. Còn đây là yến phụng Nhật Bản với Việt Nam. Việt Nam mình có một cặp nó đẻ ra mình thả vô đây luôn nè, mấy chuồng ở ngoài kia chứ ở trong này có mình thả chung vô có mấy cặp Nhật Bản nó đẻ có con rồi. Ủa kia nó có một con để tí nữa mình quay sau cho anh em xem nha. Đó rồi muốn nó thèm, nó rất là thèm luôn anh em. Giờ mình thả xuống cái tí nữa nó súng lại nó ăn, nhìn rất là thương luôn. Đó mình thả cho nó ăn đỡ đi, ăn đỡ chống đối qua qua mùa dịch đi. Vài bữa nữa thì ra chợ mua là đầy luôn. Mà anh em có chỗ nào trồng rau cho chim ăn thì ok hơn nha. Tốt hơn là mua ngoài chợ nha anh em. Rau mình trồng nó sạch sẽ không có thuốc gì hết. Nó còn sợ mình á, lâu lâu mình ra nên nó sợ nên không có nhảy xuống liền, để tí nữa mình nó nhảy xuống giờ á. Đó mấy con kia nó thấy rau nè. Nó thấy rau là đó, cặp kia thấy thấy rau là nhảy ra nè.
Đó, anh em thấy không, nó thèm rau lắm nha, Yến Phụng nó thèm rau lắm. Rau muống, rau xà lách. Đây, hai con chó mình đem về luôn rồi. Mình đem về cho nó ở đây. Rồi mình tắm rửa sạch sẽ, mình thả ra mình chơi với nó. Còn khi nào không chơi nó thả vô vô chuồng lại. Nhà mình có ba con. Hồi sáng có con kia mình cho anh ở gần nhà mình rồi, mình cho anh về anh nuôi luôn. Nhà anh không có chó, anh lại thích chó nữa nên mình cho anh. Nó ở với mình lâu rồi mình thấy cũng tội mà thôi, thì người ta cũng thích chó nên mình cho người ta để về người ta nuôi. Đó. Nó ăn rau nhìn rất là dễ thương luôn. Đây ba con lớp bớt con mà nuôi lâu rồi nè. Mấy con này nó đẻ trứng luôn nè. Trong này như có một con mái với hai con trống. Mà nó đồng huyết nên mình không có cho ổ cho nó đẻ. Giờ mình định đi kiếm một con trống khác mà nuôi con lên á, cho nó dạng để về ghép vô cho nó đẻ. Ở đây có một con yến phụng Nhật Bản. Yến phụng Nhật Bản với yến phụng Việt Nam mình ghép vô cho nó đẻ, mà trong đó có được mấy con. Ý có một con à, hôm bữa đẻ được mấy trứng chứ, mà nó nở được có một con thôi. Mới lứa đầu ghép nên nó không có đạt nở được nhiều. Ở đây mình cho ăn kê đỏ có với kê 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 lớn mình cũng cho nó ăn luôn. Nó ăn hạt hướng dương cũng được nha anh em, hạt hướng dương hạt lán cũng được nha, hạt lán ăn rất là tốt. Hạt hướng dương thì anh em mua loại hạt nhỏ thôi, nó cắn rất là vừa, anh em đừng có mua hạt to quá nó ăn nó vẫy ra phí đó. Trời, mình cho nó vô trong con máng rồi nó cũng tha đi tùm lum nên không có cho nó ăn nhiều, cho nó ăn ít thôi. Nếu cho nó ăn nhiều quá nó quăng đi hết luôn. Ăn rau không? Cho rau ăn luôn nè. Na 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 na. Lớp bớt này hôm bữa mình được trước cách đây một tháng, hơn một tháng mình quay có ổ 4 trứng nở rồi. Cũng có khách có mua luôn chim con mình bán luôn rồi. Mình bán luôn mấy con chim nhỏ rồi. Tại giờ không có thời gian nuôi mấy con nhỏ á. Có khách thích nuôi mình đưa luôn. Đó, để đây cho nó ăn. Giờ nó đang đẻ lại rồi anh em. Hôm qua mình thấy nó đẻ một trứng và cái bụng nó bự nè. Đây, quay cho anh em xem nó đang ăn, mình quay cho anh xem. Rồi nó đẻ được 2 trứng rồi anh em. Nó đẻ 4 trứng là nó ấp. Cặp này lúc nào cũng đẻ được 4 trứng là nó ấp. Lộ này là lớp bớt không viền mắt nha anh em. Cặp này mình nuôi chim con nuôi lên mình nuôi gần 3 năm rồi. Nó đẻ hoài luôn. Mình không thấy nó thay lông gì hết trơn mà thấy nó đẻ hoài luôn. Ăn cho luôn. Đây anh em. Sau một hồi mình ra ngồi phòng bên kia mình lại đây thì mấy con chim bắt đầu nó nhảy xuống nó ăn. Có mấy con nó sợ thì nó còn đứng lên kia nó chưa chưa dám ăn. Đó. Nó khoái ăn rau muống lắm anh em. Kê này, ở đây mình cũng cho ăn kê lớn, ăn kê nhỏ. Chứ năng mực mình treo qua ăn kia. Nhà mình thì mình cũng còn một ít đồ ăn thôi, cũng ráng ráng ăn qua mùa dịch này rồi mua tiếp, chứ bây giờ đặt hàng bữa giờ mình đặt lâu quá, mình đặt hàng người ta giao có khi tuần lễ chưa tới nữa. Mình còn may, mình còn một ít cho nó ăn. Anh em cứ cứ đặt hàng gần hết thì anh em đặt hàng online nha, trên mạng người ta bán nhiều lắm. Gần hết thì anh em đặt trước đi chứ đừng để hết rồi anh em đặt lâu lắm. Bây giờ dịch này chưa biết khi nào mà hết dịch nên anh em cứ đặt trước phòng cho chim ăn. Bữa nay thì em ở nhà luôn rồi, khổ đi đâu luôn. Cửa hàng cũng khổ ra luôn. Ở nhà bữa nay là ngắm chim đã luôn.
Bây giờ mình sẽ quay con chim con cho anh em xem nha. Cái cửa này hơi to. Ở đây là nó bay, là nó chui ra kia là nó bay luôn. Như ổ trên này nó đang ấp á, mình không có quay, tại đây mình nuôi tập thể nên nó đẻ nó không có đều, nó ấp không có đều, nở cũng không được nhiều. Đây được có con này, lứa đầu được một con anh em. Đây rất là dễ thương luôn. Tiếng phụng Nhật Bản. Con mẹ của nó như nằm dưới kia. Ở đâu rồi, hai con giống nhau mình quên mất tiêu rồi. Con mẹ nó đâu mình quên rồi. À, con mẹ nó đây đây đây, con mẹ nó đây, con mẹ nó đây, còn con cha nó mình quên rồi. Ok, bây giờ mình quay con của cặp nó lai nó như thế nào nha anh em, cho nó ở trong này đi. Im im đừng xuống nữa. Đây con này là con Việt Nam anh em, con mái là con Việt Nam nè, Việt Nam mà giống như yến phụng Hà Lan, nó rất là đẹp. Còn con trống là yến phụng Nhật Bản. Cái ổ này nó ở trong góc, nó hơi bị nghịch, hơi khó bắt con chim. Ở đây mình đuổi nó cho con cha nó bay ra đi, không không khéo là nó bay ra luôn, ngồi ngồi đường luôn. Con cha nó sợ, con cha nó trốn đi đâu rồi, sợ con cha nó chui mất. Đây con cha này, đây con cha nó màu vàng, con cha nó sợ lắm, nó không dám đi đâu luôn. Mình mở cửa ra mà nó không chịu đi ra luôn. Đây con của nó anh em, nó lai giữa con màu vàng với con màu bông bông, rồi chui dưới luôn. Lông sắp full rồi anh em. Nó như thế này đây. Anh em chờ mình tí, mình lấy nét cho nó rõ tí. Đó, nó như thế này đây. Tại nó lai với Nhật Bản nên trên cái đỉnh đầu nó có một chỗ chút xíu xù xù sóng sắn à. Còn cái phần ở trên lưng thì mình không thấy nó sắn gì hết. Chắc ít bữa nó lớn lên nó mới sắn thêm một tí nữa thôi. Thường thường thì chim gà thì nó giống mẹ anh em. Con nó sinh ra nó giống mẹ, nó ít giống cha hơn. Nó giống mẹ thì nhiều, chim gà nó giống mẹ là nhiều. Nên anh em nuôi chim vẹt á, anh em lựa mấy con giống đẹp á, con mái là phải giống đẹp chuẩn. Và ra con nó đẹp nha. Chứ đừng lấy con trống. Con trống đẹp đẹp mà con mái nó xấu thiệt, bữa con ra cũng xấu, giống như con này đây. Đó, con trống nó đẹp, xù rất là, nó xù rất là nhiều luôn á, nhưng con nó ra được chút xíu xù đây. Chứ phần trên cánh nó xíu 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 mình cũng thấy rõ nữa. Thường thì mấy chim con mình không có biết trống mái đâu nha anh em. Tầm cỡ 3-4 tháng á, bắt đầu mình mới xác định được trống mái. Con mái thì mũi trắng nha, con mái mũi màu trắng, màu cũng rất là đẹp luôn nè, rất là dễ thương. Hôm bữa cặp này mình bán cho anh em mà anh em chưa kịp lấy, nó đẻ trứng luôn, mình đẻ luôn. Gặp dịch anh em không lấy luôn, cái mình đẻ nó đẻ ra con luôn, đẻ trứng nở con luôn. Ok. Ở trên kia còn một chuồng nữa anh em, con màu trắng với con màu vàng nữa. Mới đẻ được hai trứng rồi. Ở đây là yến phụng Việt Nam nè. Có mấy con yến phụng Việt Nam mà nãy mình thả trong OV là con của cặp này. Bữa trước mình cho mấy con yến phụng Nhật Bản, trứng Nhật Bản vô trong này cho nó ấp luôn, nó ấp ok luôn. Mình nó đẻ được 6 trứng.
con Việt Nam nó đẻ ấp rất là tốt anh em, nên thường mấy mấy cái trứng mà mấy con phụng Nhật Bản nó ấp mà không đạt yêu cầu mình cho yến phụng Việt Nam ấp. Ở đây yến phụng Nhật Bản này 2 trứng, như ở dưới kia cũng được 2-3 trứng gì đó. Cái nhãn này hôm bữa mình quên lột này. Nhãn này lứa lứa trước là 14 tháng 6 nó đẻ này, nó đẻ bữa nay nó đẻ lại tầm 20 ngày, 18 20 ngày bắt đầu nó nở anh em. Trứng nào đẻ trước là nở trước, trứng nào đẻ sau thì nó nở sau. Có mấy trứng mà sau cùng có khi nó không nở luôn. Anh em lấy mấy cái trứng mà sau cùng cho ổ khác mà gần nở cho nó ấp nha, là ok luôn. Dưới này còn cạp nè. Đó, nó sắn rất là nhiều luôn á. Con mẹ con cái nó giống như con này, nó sắn cũng nhiều. Đây con đực nè. Thường thường mấy con mái là nó chui hết vào trong tổ thôi. Rau mình trồng mười mấy ngày mà nó ăn chưa đầy 5 phút hết luôn. Đây nó ăn cũng muốn sạch luôn rồi, đúng lẹ luôn đó. Có con màu vàng nó trúng gió mấy bữa nay nó cứ giật giật hoài luôn, nó chưa hết. Thì qua dịch thì xe cộ đi lại thì anh em nào cần yến phụng Nhật Bản thì alo em nha, em còn mấy đôi thôi. Bữa trước em có nhiều lắm, một cái chuồng này mười mấy cặp nè. Cái đợt mà đầu dịch em bán cũng rất là nhiều rồi. Bây giờ em mới gài lại hôm bữa có được ít nữa, mình thả chung vô trong này có con tơ, có trong này có luôn, đang đẻ cũng có luôn nha. Để qua dịch thì anh em nào cần thì alo cho mình. Ok, không, bây giờ em xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi nha, anh em nhớ giữ gìn sức khỏe nha.